đó. Đây tất cả anh em trong ban văn nghệ đã dặn có họp ở nhà Phan Lao Hàng. Thúy Hà các mời tới đây để chúng ta cùng một bữa dùng nhau cùng nhau nhìn bữa cơm trưa làm đó vui vẻ. Cũng như ngày đầu năm sắp tới chúng ta cũng chúc cho Thúy Hà và gia đình mọi sự hạnh phúc, sau năm hạnh phúc, vui vẻ và đạt nhiều thành công rất rất khỏe mạnh và tiếp tục mời anh em ăn thêm đều. Cảm ơn Thúy Hà, chúng ta cùng hát bài Ly Rượu Mừng ngày hôm nay, đồng hữu các bạn. Rồi chúng tôi chơi lên 1, 2, 3 Bồng tre ta chôn lạnh lẽo, anh biết không em chờ mà
anh vẫn chưa về để năm tháng ở thờ. Đêm này là bao đêm nhớ về anh. Em mơ thấy anh về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm dịu đón bước anh đi. Nhịp cầu ô nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn oán. Nối tiếp em mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa yêu. Để mùa xuân pháo hồng, hồng như đôi má thắm rơi bên thềm dịu đón bước anh đi. Nhịp cầu ô nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn oán. Nối tiếp em mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa yêu. Để mùa xuân pháo hồng, hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Thứ xanh